mai mốt lớn có mua đất ủng hộ chú nha. Con học trường đâu? Con không có trường, trường đâu? Trường này hả? Trường này kêu bằng trường gì? Dạ trường trung học cơ sở Dài. Rồi mình đi học đi đường nào? Dạ con đi đường này lên. Đâu dẫn chú ra trường coi trường của con đẹp không? Dạ. Hôm nay Lộc đang bán căn nhà nằm ngay cái trường rất là khủng mà giá hơn 2 tỷ hả anh chị? 2 tỷ nhẹ nhẹ thôi. Mấy bạn học sinh thấy Lộc quay cũng muốn góp vui cho cái chương trình quay nhà bán của Lộc nè. Từ từ đó, tụi con đi chung đi cho vui. Có tập thể dục chạy bộ này nọ nhiều mà đi nhanh dữ à. Chân chú đâu ngắn đâu mà sao đi dữ vậy trời. Đi không lại luôn á. Ủa. Đó. Này, anh này là trường con hả? Ồ, ồ. Cái trường to lắm. Xe con. Trời ơi cái đường học sinh đi vậy mà xe chạy thiệt chứ. Ở đây là chỗ gửi xe nè phải không? Dạy nó là thêm à. À dạy học thêm hả? Thấy xe trong đó quá trời rồi. Căn nhà là cách cái trường này nè là 100m nè, mà nếu mà tính theo mà miếng đất ra là nó giáp với cái trường này luôn. Đó. Trường này phải không? Trường này tên gì? Trung học cơ sở Trảng Dài. À cấp 2. À. Có luôn, có luôn. Bữa nay là về chắc được nhiều sub subscribe lắm. Ủa, nhưng mà con học trường Hướng Đạo mà. Học trường Hướng Đạo hả? Là ngay chỗ nào? Ra xa. À. Giờ ra xa. Rồi. Ở đây là một khu trung tâm gọi là tiện ích lớn anh chị. Đó. Hả? Ừ. Chú. Chú. Cái tay hả? Ừ. 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 Gì đây? Okay. Ừ. Ừ. Ký vỡ luôn. chú ký xấu lắm á. Dạ. Ừ nè. Đó. Lọc BDS. Rồi. Về đăng ký ủng hộ chú nha. Dạ. Rồi mai mốt lớn có tiền học giỏi, có tiền mua đất, ủng hộ chú nha, nhớ chú nha. Dạ. Cảm ơn con. Con tên gì? Con tên Nguyễn Quốc Thịnh. Nguyễn Quốc Thịnh hả? Nguyễn Quốc. À. Rồi, cảm ơn con. Đây là trường con hả? Đúng rồi. Rồi thì mục đích là Lộc nhờ mấy bạn học sinh dẫn ra trường á để mà xem được cái tiện ích anh chị. Một vị trí tiện ích thì khỏi nói luôn, rất là bao la, rất là nhiều tiện ích để mà mình có thể là về mình an cư lạc nghiệp mà không phải lo cho con cái đi học xa xôi anh chị. Đấy, có thể là đi bộ vẫn được ha. Và vị trí chính xác luôn thì con đường này chính là con đường là Bùi Trọng Nghĩa anh chị ha. Nằm ngay sau lưng của công an phường Trảng Dài. Đấy. Và chợ Trảng Dài sẽ là hướng này nè. Cách đây là khoảng là 400m thôi. Đó là chợ Trảng Dài ha. Còn hướng ngược lại mình sẽ ra là đường Đồng Khởi. Đó. Là nói liền giữa là tỉnh lộ 768 sang đường Nguyễn Ái Quốc ha, là chỉ khoảng là 1,5 km thôi. Một vị trí đắc địa đó, rất là nhiều người mơ ước để mà về đây sinh sống cũng như là an cư. Nhưng mà hôm nay thì đặc biệt luôn, Lộc quay căn nhà là chỉ có hơn 2 tỷ thôi, mà với góc hai mặt tiền anh chị thì khả năng là Lộc quay căn nhà này lên bán rất là nhanh. Nhưng mà không biết là Lộc có duyên với lại căn nhà này hay không, hay là người khác lại là người bán anh chị ha. Nhà con ở đâu? Nhà con ở dưới chợ Trảng Dài. Xe. À dưới chợ Trảng Dài hả? Rồi con sao không về nhà mà con đi ở đây? Con học thêm. Con à, con học thêm ở đây hả? Dạ đúng rồi. À. Rồi con hôm nay con học lớp mấy rồi? Con lớp 6. Lớp 6 hả? Dạ. À. Ở nhà có em gái, ơi chị gái nào mà chưa có chồng không? Dạ không. Không có hả?
Ba đứa không có đứa nào có luôn hả? Không chưa có. Là chị gái mấy tuổi rồi? Mười ba tuổi hả? Vậy là 5 năm nữa. Anh Khánh có, chú Khánh có đợi được em chị gái không? Được. 13 tuổi là 5 năm nữa là 18. Được. Đó. Rồi. Cái video này chú quay xong rồi chú úp lên luôn hả chú? Đúng rồi, ngày mai. Ngày mai 9 giờ là chú úp, 9 giờ sáng. À, 9 giờ sáng ngày mai. Con có vô làm PDF là con. Ừ. Ừ. Rồi, là chú cũng xin cảm ơn tụi con nha. Bây giờ là chú vô chú quay căn nhà cho khách chú xem. Dạ. Đó rồi có gì mày lên xem nha. Dạ. Rồi chú chào các con. Dạ. Đấy. À, các bạn học sinh rất là vui anh chị. À, là bữa nay là đếm đâu khoảng là chắc được 10 cái surprise ha. Đó. Rồi thì căn nhà là sẽ là nằm phía sau của cái trường học nè. Cũng như là cách cái đường Bùi Trọng Nghĩa của phường Trang Dài là chỉ là 100m thôi. Ok, còn mấy bé muốn đi chung nữa kìa. Ờ, đi tiếp hả? Con có biết về nhà ở không? Nhà con biết hết. Rồi, mình sẽ vào một sẹt đây ha. Con có biết giờ căn nhà ở đây mua bao nhiêu tiền không? Tầm khoảng mấy chục triệu, một nền 5 triệu trở lên. Một nền 5 triệu trở lên hả? Ồ, mắc quá mắc. Vậy là người ta tầm có 10 triệu là đâu mua được căn nhà đây hả? Thôi con ăn đi. Để chú giới thiệu nhà. Rồi. Đây là nhà nè anh chị. Thấy không? Một trệt và ở trên là gác anh chị ha. Ở trên là 1, 2 phòng ngủ nè. Dưới là 3 phòng ngủ nè. Rồi bếp, nhà vệ sinh gì đó, phòng khách đầy đủ luôn. Đó. Ở đây thì tấp nập rồi. Rồi thì hôm nay là... Đây là một cái cơ hội cho anh chị nào muốn an cư lạc nghiệp tại thành phố Biên Hòa luôn ha anh chị ha. Đó, với một căn nhà góc hai mặt tiền, đường xe ô tô, đó, xe lọc thì đang dựng bên đây ha. Đó, rất là thoải mái luôn, xe ô tô khỏi lo ha. Đường xá rộng rãi luôn, nằm ngay trung tâm tiện ích lớn của thành phố Trang Dài rồi. Ngay chợ, ngay trường học, ngay ủy ban cũng như là ngay phường, công an phường. Đó, vị trí đắc địa của thành phố Biên Hòa cũng như là cách ngay vị trí là quảng trường tỉnh của thành phố Biên Hòa là tầm khoảng là 5km đến 6km ha. Cũng như thành phố Hồ Chí Minh là dao động là khoảng 30km. Rồi thì đây là căn nhà nè. Lộc sẽ giới thiệu cho anh chị là về cái thông tin chi tiết. Thì căn nhà này hiện tại là đang là cái sổ riêng ha anh chị ha. Đó, đang sổ riêng. Full đất ở đô thị luôn. Đó, full đất ở đô thị. Có chiều ngang là 5m6 và chiều dài là 14m anh chị. Tổng diện tích của cái căn nhà này là 76m2 anh chị ha. Và nhà mình thì sẽ có sân trước nè. Đó, sân trước đậu ô tô nè, phòng khách nè. Rồi một trệt một lầu nè, có 3 phòng ngủ ha, bếp, nhà vệ sinh. Ồ, còn mới còn đầy đủ hết ha. Nhà thì hiện trạng xây dựng lâu rồi nhưng mà cũng rất là kiên cố anh chị. Thì với mà cái mức giá mà 2 tỷ 350 triệu thì ở đây thật sự rất là khó mà để mà tìm được một căn nhà anh chị. Đó, kể cả đắt nha, đắt mà đường xe hơi thì vị trí này thật sự rất là khó để mà tìm. Thì ở đây là mình đã có sẵn một căn nhà luôn, chưa kể là một cái sổ đất riêng, full thổ cư. Đó, với chiều ngang là 5m6, rất là rộng ha, rất là thoải mái luôn. Đó, thì căn nhà này anh chị có thể là vừa an cư lạc nghiệp nè, cũng có thể là mình kinh doanh nhỏ nè, bởi vì mình nằm cạnh ngay trường học nè, cạnh ngay một cái khu gọi là dân cư rất là đông, đúc rất là khủng đó chị, cũng như là cách ngay chợ Trảng Dài một cái tiện ích mua sắm thì khỏi nói luôn, gần ngay trường là Đại học Nguyễn Khuyến anh chị ha, là Đại học Đồng Nai á, thì cách đây tầm khoảng là 2km thôi, rất là thuận lợi để con em là học hành nè, rồi mua sắm nè, đó một cái vị trí an cư rất là xứng đáng với lại một cái đồng tiền chỉ là 2 tỷ 350 triệu thôi. Rồi thì hiện tại là với 2 tỷ 350 triệu thì anh chị có thể là vừa an cư lạc nghiệp, vừa có thể là kinh doanh nhỏ cũng như là có thể là cho thuê để mà có một cái dòng tiền rất là tốt tại vị trí này luôn anh chị ha. Rồi thì anh chị nào mà cảm thấy là phù hợp với lại nhu cầu, phù hợp vị trí, phù hợp mục đích, phù hợp số tiền thì anh chị hãy liên hệ cho Lộc để có cơ hội là sở hữu được căn nhà này ha. Thì thật sự là khả năng là bán sẽ rất là nhanh nhưng mà không biết là Lộc có duyên bán được hay không hay là người khác thôi. Chứ là khi mà Lộc quay lên thì đảm bảo căn nhà này nó sẽ bay bay rất là nhanh anh chị. Rồi, Lộc Bất Động Sản kính chúc quý cô chú anh chị một ngày thật an lành và tràn hạnh phúc. Lộc Bất Động Sản xin kính chào.